Xin chào, lại là Trường và Bác Oan đây. Khi mà các bạn đã click vào video này và nhìn thấy cái màu đen này của chúng ta thì các bạn cũng biết được video này sẽ nói về gì rồi. Và trên bàn của mình đã có một chiếc MacBook Pro 2023 bản 16 inch với chip đó là M3 Pro. Và một chiếc máy đã ra mắt cũng khoảng gần một năm rồi. Bây giờ chúng ta cũng nên nhìn lại một chút. Và có thể trong tương lai gần thôi sẽ có chip M4 Pro ở trên những bản 16 inch này. Vì liệu đây M3 Pro này có là một lựa chọn tốt cho các bạn tại thời điểm này hay không? Và nó có thật sự là một chiếc máy gọi là best seller được hay không? Thì hãy tìm hiểu ngay sau intro nhé. Một chiếc MacBook có thể coi là cao cấp nhất trong các dòng sản phẩm MacBook hiện tại bây giờ. Kể cả là máy cũ hay máy mới thì chúng ta cũng sẽ rất là khó để tìm. Máy cũ thì cực kỳ ít, bởi vì là khi mà ai mà đã xác định mua một chiếc máy này về thì chắc chắn nó sẽ dùng rất lâu dài rồi, nên là bán đi cũng rất là khó. Còn nếu như mua máy mới thì các bạn chỉ có thể chọn được cái bản Base 18GB 512 là lựa chọn dễ dàng nhất cho các bạn thôi. Còn nếu như muốn có cái sức mạnh tốt hơn là M3 Pro, hay là chỉ cần đơn giản nó là bản 36GB 1T hay là 2T thôi cũng đã rất là khó rồi. Vì vậy nên là đây cũng là một sự lựa chọn nó khá là khó cho các bạn tại thời điểm này ở trên thị trường. Và đây cũng là một cái mà mình sẽ chia sẻ thêm về cái mặt thị trường ở phần sau video nhá. Còn bây giờ hãy nhìn lại về những cái điểm tốt nhất của chiếc máy này đi. Thật sự thì điểm tốt nhất là trên này thì cũng không có gì cả, nó vẫn chỉ là những cái tiếp nối thêm từ ngày trước mà những chiếc máy M1 Pro, M2 Pro 16 inch đã có thôi. Chúng ta vẫn sẽ có một cái cân nặng tương tự như vậy, khoảng 2,1 cân này. Màn hình 16 inch, độ phân giải cao, vẫn là tấm nền mini LED thường có ở trên những bản máy cao cấp nhất của Apple. Cùng với đó nữa, tần số quét 120Hz ở trên màn hình. Những thông số này chúng ta đã nghe quá quen từ bản M1 Pro và M2 Pro rồi. Đến đây, M3 Pro chúng ta cũng chưa có gì nâng cấp quá nhiều ở mặt bên ngoài cả. Từ việc trải nghiệm về âm thanh, màn hình, chất lượng làm việc. Và chỉ có một điểm duy nhất mà chúng ta hơi quan ngại về cái vấn đề của máy này, đó là chúng ta đã quá quen với việc MacBook là một chiếc máy sang xịn mịn này, rồi nó sẽ cần phải tinh tế một chút. Thì đối với cả bản Pro 16 inch này của chúng ta sẽ rất là nặng, rất là thô, và có thể là sẽ hơi xấu một chút trong mắt của một vài người. Việc mà mang đi mang lại chiếc máy này hàng ngày thì mình nghĩ đây cũng là một cái vấn đề khá là lớn, khi mà nó có một cái cân nặng là 2,1 cân. Dẫu cho nếu mà so với cả những chiếc máy gaming khác ở trên thị trường thì đây cũng là một cân nặng không phải có gì là quá đáng sợ ở trên đôi cái lưng của chúng ta. Nhưng dù sao thì một chiếc MacBook, một chiếc máy tính xách tay mà nó nặng như thế này thì cũng là một điểm khá là quan ngại đấy. Nếu để nói về sự thu hút của chiếc máy này ngay từ phía bên ngoài thì chắc chúng ta chỉ có một cái màu mới, đó là màu Space Black. Và thực tế ra đây là một màu mà mình cũng khá là thích trong tất cả những màu MacBook hiện tại đang có nhá, chứ không nói Pro hay là Air nhá. Tất cả các màu hiện tại đang có thì màu Midnight, Starlight và màu này là ba màu mà mình thích nhất. Thực ra nó là ba màu mới mà. Thì rồi, màu Space Black này là một màu khá là mới, nhưng nó không, lúc đầu mà mình nhìn thấy nó không phải là những cái gì mà mình kỳ vọng. Mình đã kỳ vọng nó rất là đen, trông kiểu rất huyền bí, rất là sang á. Nhưng mà thực tế ra thì khi mà các bạn nhìn ở bên ngoài như thế này, những cái bức ảnh thực tế này, thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là một màu đen nó hơi sáng một chút, tức là cái ánh sáng của nó hơi nhiều một tí. Thành ra là chúng ta sẽ không có màu đen hoàn toàn ở trên máy, nhưng vẫn mang lại được cái sự sang trọng cần thiết cho chiếc máy này. Ngày trước thì chúng ta đã nghe rất nhiều phàn nàn về những người dùng màu Midnight ở trên M2 hay là M3 về việc nó để lại vân tay ở trên máy rất là nhiều. Và ở trên bản M3 Pro màu đen như thế này, chúng ta vẫn sẽ có vân tay, nhưng mà nó ít hơn một chút. Ít hơn một chút rồi nha, chứ còn đây, các bạn có thể nhìn trực tiếp của chúng ta. Màu đen này nó vẫn có thể nhìn thấy vân tay một cách rất là dễ dàng. Và đây cũng là một điểm mà khá là trừ ở chiếc máy này. Nếu như mua bản M3 Pro màu đen như thế này, các bạn có thể dán thêm những cái bộ skin đang có ở Mark 1 của hãng InnoStyle với mức giá là khá là ok. Máy sẽ được bảo vệ toàn bộ luôn, từ phần mặt lưng đằng sau này, phần đáy bên dưới này, kê tay, trackpad, rồi tất cả mọi thứ, kể cả màn hình luôn. Và mức giá cũng rất là ok, và các bạn sẽ có giảm giá 10% khi mà các bạn mua thêm bộ giá này nhá. Có vẻ như từ khi có những con chip Apple Silicon thì Apple cũng đã khá là lười đi trong cái việc mà thay đổi hay là tăng tiến về các cái bản máy về sau. Giống như kiểu iPhone á, các bạn chỉ thấy những cái sự thay đổi rất nhỏ giọt và rất vừa vừa để kiểu nó sẽ có khác so với bản trước, nhưng mà nó không phải là quá nhiều. Thì ở trên M3 Pro này cũng như thế. Cái điểm duy nhất mà mình cảm thấy là nó sẽ xứng đáng đó là nằm về phần hiệu năng. Thì phần hiệu năng ở trên máy này nó xử lý tốt, nhưng về những cái tác vụ rất là phổ thông của chúng ta nhá, ví dụ như là làm video này, hay là các bạn có chỉnh sửa ảnh này, làm những công việc mà nó có hơi 3D một chút, thì gần như là nó sẽ rất tương đồng với cả bản M1 Pro. M1 Pro nhé, không phải M2 Pro nhé, M1 Pro là những chiếc máy từ 2021 đó. Đó, nó rất là tương tự với nhau, và
cảm giác như không đáng tiền thì các bạn có thể lên được bản M3 Pro này nếu như các bạn đang sở hữu M1 Pro. Và rất chúc mừng các bạn nào mà vẫn đang sở hữu được M1 Pro nhé. Một cái bản máy rất tốt, rất là hoàn thiện về tất cả mọi thứ, vẫn có chất lượng giống như M3 Pro thôi, nhưng nó vẫn xử lý được tốt giống như M3 Pro. Thì chẳng hết một chiếc máy mới như thế này, một chiếc máy đắt tiền như thế này và rất khó kiếm như thế này mà lại không có điểm gì mà quá nổi bật, đúng không? Thì ở trong cái sự kiện giới thiệu của Apple, họ cũng có nói về những công nghệ mới của họ khi mà họ update để làm hình ảnh, làm những cái visual thật là tốt. Đó là về việc họ có thêm ray tracing hay là mesh shading, tức là họ sẽ đánh mạnh vào phần 3D. Và mình cũng đã test trực tiếp 3D ở trên M1 Pro cùng với M3 Pro, cùng một file và cùng một ứng dụng để xem cái sự khác biệt của nó đến đâu. Và đây sẽ là những cái mà mình có thể thấy được khi mà họ đã cải thiện về cái phần hiệu suất cho mặt 3D rất là nhiều. Và khi mà mình dùng Blender, có cái sự khác biệt có thể nhìn thấy được ở trên hai máy. Về tốc độ thời gian xử lý hình ảnh thì những cái hình ảnh ở mức độ thấp thì máy M3 Pro cho ra hình ảnh xuất nhanh hơn nhiều so với cả bản M1 Pro. Cụ thể đối với cả một hình ảnh mình xuất ở trên chiếc M3 Pro chỉ mất khoảng 3 giây mà thôi, nhưng ở trên chiếc M1 Pro mình mất đến tận 9 giây với cùng hình ảnh đó. Tức là về việc xuất hình ảnh nó đã rất là khác nhau rồi. Và mình đã thử render một cái phức tạp hơn, một hình ảnh phức tạp hơn, thì kết quả cho ra có thể gần nhau hơn một chút, tuy nhiên vẫn có thể nhìn thấy được sự khác biệt rõ ràng. Cơ bản thì ở hình ảnh tiếp theo này nó có phức tạp nhưng không phức tạp hơn quá nhiều. Và mức thời gian ở đây các bạn có thể nhìn thấy, thời gian chênh lệch này đã đủ để các bạn có thể thấy được rằng nếu như chúng ta làm những cái project nó dài hơi hơn, những cái nó phức tạp hơn, thì M3 Pro sẽ có một cái phần ưu thế lớn hơn so với cả M1 Pro. Nên nếu như bạn nào đang cân nhắc làm nhiều về phần 3D hơn thì có thể lựa chọn M3 Pro là một cái lựa chọn tiếp theo của chúng ta trong việc là sử dụng laptop nhá. Rồi đến khi xem đến đây, các bạn cũng sẽ có một thắc mắc là trên thị trường bây giờ thì mọi người sẽ hay chọn máy gì nhiều hơn? Thì câu trả lời lại không phải là bản 16 inch này, mà nó lại là bản 14 inch. Bản 14 inch ở trên thị trường nó kiếm được rất là dễ và gần như là mức giá nó cực kỳ là dễ tiếp cận. Dễ tiếp cận với người nào có nhu cầu đấy nhá, chứ còn nó vẫn đắt. Ừ. Thì bản 14 inch tại sao nó lại được lựa chọn nhiều hơn? Bởi vì đơn giản về mức giá của nó. Đây, 48 triệu của chúng ta đã có một cái cấu hình nó gần tương đương với cả bản 16 inch này rồi. Thêm vào đó nữa là cái sức mạnh của nó không có gì gọi là quá khác biệt, mà cái màu sắc này, thiết kế này, rồi đến sức mạnh mọi thứ đều ok, thì tại sao ta phải chọn bản 16 inch? Dẫu cho màn hình nó còn lớn hơn nhưng mang lại một cái cân nặng như thế này thì nó cũng không phù hợp với cả một cái laptop lắm. Còn nếu như bạn nào mà thực sự mà muốn quan tâm đến bản 16 inch như thế này thì thường sẽ là đã quen với cả một cái màn hình lớn và không có vấn đề gì với việc cân nặng, và các bạn đã dùng những cái bản 16 inch từ trước rồi, thì việc mà update lên bản M3 Pro này là một điều khá là dễ hiểu. Và nếu như các bạn muốn hỏi rằng là ai sẽ nên mua bản M3 Pro 16 inch này, thì mình thấy rằng đó là những người đã dùng chip Intel từ rất là lâu và bây giờ có nhu cầu đổi máy thì lên thẳng một phát M3 Pro luôn, nó sẽ là một sự lựa chọn hợp lý. Nhưng nếu như có một cái tài chính nó hạn hẹp, các bạn muốn thắc mắc là chọn M1 Pro có ok không, thì mình cũng trả lời là có nhá. Bởi vì là về cái sức mạnh như mình đã nói rồi, trải nghiệm thực tế nó không có gì khác biệt nhiều cả trong việc mà chúng ta làm video hay là làm những cái công việc đồ họa. Trừ việc làm 3D ra thì đó cũng sẽ có một cái sự khác biệt có thể nhìn thấy được rõ ràng hơn. Thì các bạn có thể cân nhắc lựa chọn, nhưng mình thấy rằng M1 Pro vẫn là một cái sự lựa chọn nó ok hơn. M3 Pro sẽ dành cho ai thích bắt theo công nghệ hoặc là có một cái bước nhảy vọt từ những cái đời máy rất là cũ từ trước lên đến đây thì có thể chọn M3 Pro. Còn nếu như để nói về chiếc máy này có là best seller hay không, hay là có là một sự lựa chọn đáng giá nhất hay không, thì theo mình là không. Ok, đó là đánh giá của mình về M3 Pro 16 inch sau gần 1 năm ra mắt. Liệu đây có phải là lựa chọn tiếp theo của các bạn trong hành trình sử dụng laptop hay không? Hãy comment ở phía bên dưới nhé. Và nếu như có thêm những chia sẻ gì về M3 Pro, các bạn cũng đừng ngần ngại để lại comment để cho các bạn khác cùng biết. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Mark One để không bỏ lỡ nội dung cực hay có trên YouTube, YouTube Short và TikTok nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.